Hello. Hello. Con đeo tai nghe vào nào. Hello. Con nghe thấy thầy nói không? Hello. Ok, đeo tai nghe vào nào. Không cần. Nào, thầy bảo đeo vào là đeo vào nào. Cái này mất vô này này. Thầy bảo làm gì thì làm đi. Ok, nghe rõ chưa nào? Không nghe được chưa? Có nghe thấy thầy nói không? Quang có nghe thấy thầy nói không nào? Yes. Ok. Thầy nhắc một chút này. Buổi sau nếu như lên muộn quá 10 phút thì thầy sẽ không dạy nữa nhá. Thầy đã dặn là lên trước 5 phút giúp thầy. Thì nhớ là lên trước khoảng 5 phút giúp thầy nhá. Ít nhất là cũng phải 8 giờ mình đã phải lên rồi. Còn nếu như 8 giờ 10 mình lên thì thầy sẽ không dạy nữa được chưa? Buổi hôm nay là buổi thứ hai của thầy trong trước. Có chưa nào? Dạ. Mẹ ơi, tôi nghe anh bị chia mẹ à. Cầm vô bình nó nghe gì ạ? Có nghe được không? Tôi nghe cháu bị hư thế ạ. Ok rồi, vậy thì lát bảo vệ ngày mai đi sửa giúp thầy nhá. Dạ. Ok, nào thầy kiểm tra từ mới nào, buổi trước có 6 từ mới từ buổi đầu tiên thầy vẫn chưa kiểm tra được nào và cũng vẫn chưa gửi cho thầy. Mẹ quên vô cái lần Việt con Việt mua mẹ hơi Con liền muốn đi học nghề lắm. Ok. Ngân. Từ mới cơ nào, đọc từ mới lên cho thầy nào, thầy kiểm tra từ mới nào. Breakfast Breakfast là gì nhỉ? là bữa sáng. Ok, next. Excited, hào hức. Very good. Spoon bag, cặp School sách. bag, cặp sách. Heavy, nặng. Heavy, hand, heavy. 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 Ok, heavy. Nào, tiếp nào. Calculator. 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 Care. Calculator. Ok, calculator. Calculator. Ok, next. The last word is Uniform. okay, very good. Uniform. Uniform. Uniform là gì nhỉ? Uniform. Uniform là gì nhỉ? Đồng phục. Okay, very good. Ngoài ra còn từ mới nào nữa không? No. Buổi trước thầy không cho thêm từ nào nữa đúng không? Yes. Okay, very good. Okay, so today we will study, continue study unit 6. Okay, now task 3. Put one of these words in each blank. Put one of these words in each blank. Là gì con nhỉ? What does it mean? Là gì nhỉ? Là chọn một từ và điền vào chỗ trống. Ok, chọn một từ trong các từ bên dưới đây và điền vào mỗi chỗ trống được chưa? Với mỗi chỗ trống này thì mình sẽ điền một từ ở trên cái bảng này. Đã hiểu cách làm chưa nào? I understand. Yes. Okay, so now let's do it.
Okay, let's do it quickly. Cùng làm nhanh nhá. One homework. One is homework. Yes. Okay, now let's check it. Homework. Very good. Number two, the place is football. Football? Are you sure? Yes. Okay, now let's see. Okay, football for school team. Three. On the lesson. The lessons. Okay, đây chúng thầy chữ S ở cuối nhá. Lessons. Lessons. Okay, let's see. Okay, lessons at my new school are interesting. Number four. They are healthy. They do. Okay, bật cam lên nào. Judo. Judo? Are you sure? Yes. Okay, now let's check it. Okay, judo every day. Very good. And number five, I study math, English, and science. Okay, very good. Science on Mondays. Okay, so very good. You do it. All of these are correct. Okay, congratulations. Okay, very good. Rất tốt. Đúng hết tất cả các bài được chưa nào? Okay, so any question or any new words? Có từ mới nào hay có câu hỏi nào trong phần này không? No. Are you sure? Yes. Okay, very good. So now we move to next part. Oh, so we study pronunciation. Okay, now pronunciation is our O and R. O and R. Okay, now top five. Listen and repeat. Pay attention to the sounds O and A. Mình cùng nghe và nhắc lại được chưa nào? Và chú ý giúp thầy các âm O và A. Được chưa nào? Cùng là chữ O. Được chưa nào? Cùng là chữ cái O. Nhưng mà sẽ có cách đọc khác nhau. Ở đây chúng ta có cách đọc đầu tiên là O. Và thứ hai, cách đọc thứ hai là gì nhỉ? Judo. Ok, cách đọc đầu tiên là O này. Cách đọc thứ hai là gì nhỉ? Đọc thành gì nhỉ? A. Ok, rồi. Ở đây chúng ta có hai cách đọc khác nhau với lại âm O. Đầu tiên là O này. Cách đọc đầu tiên là O này. Cách đọc thứ hai là A. Ok, so now listen and repeat. Activity 5. Listen and repeat. Pay attention to the sounds O and A. 1. O. Judo. Going. Homework. Open. 2. A. Brother.
Monday. Mother. Month. Okay, so now listen again. Activity 5. Listen and repeat. Pay attention to the sounds O and A. 1. O. Judo. Going. Homework. Open. 2. A. Brother. Monday. Mother. Month. Okay, now repeat it. Okay, mm-hmm. Now speak it. 1 O. Judo. Okay. Judo. Going. Okay, going. Homework. Homework. Okay, homework. Open. Homework. Homework. Very good. And the last word is open. Very good. Open. Open. Okay, open. Now chew. Brother. Okay, brother. Brother. Next. Monday. Okay, Monday. 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 Okay, Monday. Next. Mother. Okay, and the last word is month. Okay, mình đẩy hết cả lưỡi này, đẩy giúp thầy này, đẩy hết cả lưỡi cũng như là đẩy hết cả hơi ra nhá, month. Okay, đẩy cả lưỡi, đẩy cả hơi ra nhá. Month. Very good. Okay, so any new words? Có từ mới nào ở đây không? Có từ mới nào ở đây không nào? Có từ mới nào ở đây con chưa biết không? Month là gì nhỉ? Là tháng. Okay. Vậy có từ mới nào không nhỉ? No. Okay, so now we will practice about this pronunciation, okay? Active. Yes. Okay, now task 6. Listen to the words and put them in 2 groups. Okay, so on the right, we have a lot of words with pronunciation A, O, and A. And on the left, we have a table. Now. Oh, rope. Now, để thầy nói xong nào. On the left, we have a table with 2 columns. Column 1 is sound O. Column 2 is sound A. And now you will listen and put the words into 2 groups, okay? And you understand? Yes. Okay, mình sẽ đưa các cái từ ở bên phải này vào các cái cột ở bên, hai cái cột bên trái này với lại các âm O và âm A, okay? Yes. Okay, so now listen. Activity 6.
Listen to the words and put them into two groups. Some. Road. Don't. Hope. Oh. Monday. Homework. Road. Month. Okay, nghe xong đã nào. Come. Post. One. Okay, đã nghe xong tất cả những từ này rồi. Bây giờ hãy ghi ra vở cho thầy những từ nào là âm O, những từ nào là âm A. Được chưa nào? Ghi ra vở cho thầy những từ nào là âm O, những từ nào là âm A. Ghi riêng ra thành hai cột nhá. Vẫn chưa nghe gì cả thầy ạ. Ok, nghe lại nhá. Ok. Activity 6. Listen to the words and put them into two groups. Some. Ok, thầy share rồi mà. Nó chậm nghe chứ rồi thầy ạ. Thầy nghe, nói thì nghe cho nó nó nghe. Activity 6. No. Listen. Activity 6. Listen to the words and put them into two groups. No. Some. Yes. Activity 6. Activity 6. Listen to the words and put them into two groups. Con nghe được chưa nào? Con có nghe được không? Nghe được thầy nói không nào? Yes. Nhưng mà không nghe thế ạ. Phải từ mở mới nghe thôi. Ok, thầy mở lại nhá. Activity 6. Listen to the words and put them into two groups. Nghe thấy đoạn... Some. Road. Có nghe thấy đoạn? Có nghe thấy đoạn? Có nghe thấy đoạn audio không? Yes. Nghe được đúng không nào? Nghe được audio từ bên thầy đúng không nào? Cái đoạn mà người ta đọc ấy. Chỉ nghe thầy đọc thôi chứ cái nó nghe gì cả. Ok, thế thì buổi sau phải đeo tai nghe vào nhá. Có thể là lỗi ở bên phía mic ở bên con vì thầy nói nó hay bị vọng lại lắm. Được chưa? Tức là thầy nói bên này xong nó vọng lại tiếng của thầy nói ấy. Được chưa? Yes. Ok, rồi vậy thì bây giờ hãy chia cho thầy các cái từ, các cái từ mà có âm O và âm A thành hai cột riêng biệt nhá. Vậy làm ra vở chụp lên như thầy chứ thầy. Ok, làm ra vở trước này. Sau đó thì thầy hỏi lần lượt các cái từ âm O là âm nào và âm A là từ nào thì được. Đọc lên nhá. Hiểu chưa nào? Bây giờ cứ viết vào vở cho thầy hai cột âm O và âm A. Con có nhìn thấy không? Yes. Ok, nó lại còn đang bị lag ở đây. Don't. Hope.
Monday. Homework. Month. Okay. Come. Post. Hello, này nó bị lag hay sao ấy? One. Đang nghe rồi. Ok, nghe được rồi đúng không? Nhưng mà dư lại không nghe được. Ok, giờ nó hết mất rồi. Thay thử mở lại. Ok, thầy mở lại nhá. Mở lại vừa nghe vừa làm nhá. Yes. Nó nghe gì cả? Activity 6. Listen to the words and put them into two groups. Con bật lại nào, thầy vừa mở lại. Some. Nó lúc này được sáng khi đứng được mà. Ok, chờ thầy một chút nhá. Để thầy xem lại. Thầy share lại nhá. Road. City 6. Nghe được chưa? Listen to the words and put them into two groups. Nghe được chưa nào? Some. À, nghe cô thầy ạ. Road. Don't. Hope. Monday. Con nghe được rõ rồi đúng không nào? Homework. Month. Come. Post. One. Ok, nghe được hết chưa nào? Yes. Ok rồi, vậy thì bây giờ hãy viết nó thành các chia nó thành hai cột này giúp thầy nào. I'm finished. Ok, xong rồi đúng nào? Yes. Ok, now for the O. Road. Don't. Okay. Road. Don't. Don't. Hop. Hop, very good. Hop. And tiếp đến homework. Là gì nhỉ? Okay, homework. Homework, very good. Cuối cùng là từ gì nhỉ? Cuối cùng là post. Post, chắc chắn không nào? Yes. Okay, very good. And sau A. Vậy thì âm A có những từ nào đấy? Some, very good. Monday, okay, correct. Come. What? Come. Thế vậy từ month này là ở đâu nhỉ? Ở đâu luôn? Month. Okay, đấy là month đúng không nào? Yes. Okay, month. Next. Come. And one. Okay, let's see. One. Okay, correct. Very good. Rất tốt. Well done. Rất giỏi. Okay, có từ mới nào trong phần này không nào? Từ nào nhỉ? No. Post là gì nhỉ? Post là gì? Là gì nhỉ? Do the end. Post. Yes. Ok, post. Yes. Bài đăng này hay là
thông báo gì đó được chưa? Rất là nhiều. Poster. Đúng rồi, ví dụ như poster chẳng hạn. Được chưa nào? Còn từ nào nữa không? No. Ok, thế vậy road. Road là gì? Road. Road. Road có nghĩa là cưỡi. Very good. Cưỡi gì nhỉ? Mình hay cưỡi gì đấy? Road. Cưỡi xe máy. Cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa được chưa nào? Yes. Okay, now. Wow. Wow. Now listen and repeat. Underline the sounds O and R you hear. Bài này mình có 6 câu này. Và công việc của mình ý là nghe này, sau đó gạch chân vào những cái từ nhá, những từ mà có âm O và những từ có âm R. Được chưa nào? Có nó hiểu không nào? Yes. Okay, vậy cùng thử nghe xem có nghe được không nhá. Activity 7. Có nghe được không? Listen and repeat. Oh. Underline the. Vậy sao này nó bực mình thế nhở? Sounds O nghe được chưa? And A. You hear. Okay, nghe nào. One. They are going to open a new library. Two. I'm coming home from school. Three. His brother eats lunch in the school canteen. Four. The new school year starts next month. Five. Con nghe được không? My brother is doing his homework. Six. He goes to the judo club every Sunday. Okay, vậy là đã kết thúc mất đoạn hội thoại rồi. Sao nó cứ bị nhảy vậy nhỉ? Activity 7. Listen and repeat. Con nó nghe được nữa không? Yes. Nghe được. Ok. Vậy thì mình nghe lại một lượt nữa này. Một lần nữa và sau đó thì cho thầy kết đáp án đây chưa nào? Underline the sounds O and A. You hear. One. They are going to open a new library. Two. I'm coming home from school. Three. His brother eats lunch in the school canteen. Four. The new school year starts next month. Five. My brother is doing his homework. Okay, con cứ click, con cứ vẽ vào những cái từ nào. Six. Mà con cho là âm O và âm A đi nào. He goes to the judo club every Sunday. Nào, bây giờ quay lại bài nào. Bây giờ hãy gạch chân cho thầy nhá. Gạch chân cho thầy các cái từ mà có âm O trước được chưa nào? Nhưng mà không biết thì hỏi thầy. Không phải nhờ vừa trả lên tung. Yes. Ok, nào gạch chân cho thầy nào. Gạch chân cho thầy các từ có âm O trước nào. Con đang gạch vào từ going và từ open rồi đúng không? Yes. Ok, vậy gạch nốt những từ còn lại nào. Xem những câu bên dưới này nhá.
Mày bảo chúng nghèo quá. Cái ta luôn không được. Ok, âm ơ nào. Âm ơ nha, để nhớ là âm ơ trước nha, còn âm a sau nha. Yes. Ok, xong chưa nào? Xong âm ơ chưa? Tắt cái bên kia đi. Ok, tắt hết những thứ không liên quan đi nha. Còn tắt hết những thứ không liên quan đi, tập trung vào học nha. Yes. Nhanh nhanh âm ơ nào. Ngồi thẳng người lên. Finish. Ok, finish. Đây là những âm ơ đúng không? Đây là yes. Những âm ơ. Ok. Ok, let's check it. Ok, going. Correct. Home, coming is a R. Coming là âm R. Brother là âm gì nhỉ? Brother. Oh. Brother là âm R. R. Ok. Tiếp theo đến lunch là âm gì? Lunch. Lunch. Âm gì nhỉ? Lunch. Âm R. Month là âm gì? Month là âm R. Ok, âm R. Brother là âm gì nhỉ? R. Ok, brother, âm R. Tiếp nào. Homework. O. O, ok. Goes. O's. Very good. You do. O. Very good. Sunday. Ok, very good. Rất tốt. Con Khoanh rất là đúng rồi chưa nào? Ngoài ra các âm R ở đây còn có một số từ. Ví dụ như con Khoanh đây thứ club là âm R. Hay hoặc âm A. Còn âm A nào khác ở đây không? Ví dụ như là canteen. Canteen cũng là âm R. Đúng chưa nào? Yes. Và âm O còn lại là open, đúng không? Yes. Ok, very good. Bài này làm rất tốt, vậy là đã có 3 bài làm rất là tốt rồi. Ok, chúc mừng con. Ok. So, yes. Any new words? Any new words? Có từ mới yes. Nào không? No. Ok, không có từ mới nào trong phần này đúng không nào? Yes. Canteen. Ok. Canteen. Canteen. Là cái căng tin ở trường này chưa nào? Canteen. Là căng tin. Căng tin. Có biết căng tin không? Ở trong nước ngoài. Phòng trong nồi tủ để ăn. Đúng rồi. Tức là cái chỗ đấy bán những cái đồ liên quan đến học tập này hay là liên quan đến đồ ăn được chưa? Đi vào. Canteen. Ở đi. Ok, còn từ nào nữa không? No. Ok, club là gì nhỉ? Club. Là câu lạc bộ. Very good. Ok, vậy là con biết khá là nhiều từ mới. Library là gì nhỉ? Viện. Thư viện. Ok, very good. Ok, so we will stop in here today. So any question for today? Vậy thì buổi hôm nay của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây, tạm kết thúc tại đây. Con có câu hỏi gì dành cho thầy không nào? No. No. Ok, lát nữa thì thầy sẽ gửi bài tập về nhà qua email cho mẹ nhá. Và nhắc mẹ là mở email ra và làm giúp cho thầy nhá. Yes. Ok. Và thầy dặn lại một chút là nhớ buổi sau lên sớm. Lên sớm và đặc biệt là phải đúng giờ giúp thầy nhá, không lên muộn nữa được chưa? Yes. Ok rồi. Goodbye. Goodbye. Bye.